Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 16 để thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp, khu du lịch, chủ trương đầu tư các dự án xây dựng, bổ sung danh mục công trình dự án cần thu hồi đất. Đây cũng là kỳ họp cuối cùng của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7. Tham dự và chủ trì kỳ họp có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Vĩnh Tuấn, Nguyễn Thị Ái Vân. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhận mạnh, dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân sẵn sàng ở mức cao nhất để tập trung kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, triển khai đồng bộ, kịp thời các phương án đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử sắp tới. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2016-2021. Xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nên công tác chuẩn bị nội dung cho kỳ họp đã được Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu đúng quy định. Cả ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thẩm tra để có thêm thông tin cung cấp cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Sau phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Hội đồng nhân dân tỉnh dành phần lớn thời gian thảo luận thông qua các nghị quyết về nhóm phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng và các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp số 2, số 3 tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, huyện Phú Lộc, khu đô thị du lịch sinh thái biển Cảnh Dương, huyện Phú Lộc, khu phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô, huyện Phú Lộc, khu phi thuế quan Chân Mây, khu du lịch sinh thái Bãi Chuối. Nhóm phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư có đầu tư nâng cấp mở rộng đường tỉnh 15 đoạn từ đường Tránh Huế đến ranh giới khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, dự án tu bổ, phục hồi các lăng mộ và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan thuộc quần thể di tích Lăng Vua Gia Long, dự án bảo quản tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu giai đoạn 1, công trình tuyến đường dọc bờ sông Hương phía Nam, đoạn từ cầu Giáo Viên đến tuyến đường Huyền Trong Công Chúa. Ngoài ra, kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết về đề nghị bổ sung vốn từ nguồn tăng thu năm 2020 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, đề nghị giao vốn đợt 2 đối với các dự án chưa đủ điều kiện và nguồn vốn sổ số kiên thiết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổ nhất chủ trương cho thuê hàng năm đối với các dự án chưa nộp tiền thuê đất tại địa bàn khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô. Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều quy định bằng giá các loại đất định kỳ 5 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh, bổ sung danh mục công trình dạng cần thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kỳ thi tập trung cấp tỉnh, cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia. 18 nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đã kịp thời thể chế hóa các quy định của trung ương phù hợp với tình hình điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong thời gian tới.